Hoàng Chí Shop xin chào mọi người nha. Hôm nay thì bên mình xin giới thiệu với các bạn một chiếc Exciter Spark RX135. Chiếc này là chiếc mình nói cho nó dễ hiểu đó là chiếc Exciter 135 đời 2006. Thì chiếc này được nhập khẩu nguyên chiếc nha các bạn. Hồi đó là nó được nhập khẩu nguyên chiếc, nhưng mà vừa rồi hôm nay thì khách hàng mang chiếc xe lên đây để shop mình nâng cấp sạc. Thì mỗi câu hỏi muôn thuở mà rất là nhiều các bạn đặt cái câu hỏi lên cái channel của mình và những cái video clip liên quan đến sạc, thì các bạn hỏi là tại sao phải lên sạc và lên sạc để làm gì. Đó là cái câu hỏi mà các bạn hay hỏi mình, thường xuyên hỏi mình nhất, và mình vẫn chưa có cái video clip nào mà nói rõ về cái vấn đề phải lên sạc hết. Hôm nay thì bên mình sẽ làm một cái clip video clip, hôm nay thì mình sẽ nói rõ với các bạn. Thì đây là một chiếc Exciter 135 đời 2006. Thì hôm nay thì shop mình chuẩn bị lên sàn các bạn. Bởi vì sao phải lên sạc thì các bạn biết là cái hệ thống điện của xe á, thì nó chỉ sử dụng được một cái cục sạc như thế này. Đây các bạn, đây là cái cục sạc zin trên xe của Exciter 135 nè. Nó rất là nhỏ bé như thế này thôi. Và đây được gọi là một cái cục sạc nửa bán kỳ. Tức là nó chỉ lấy 50% từ cái mâm lửa này, 50% điện năng từ mâm lửa này lên và sạc vào bình thôi. Và 50% còn lại thì nó sẽ cấp vô cho đèn pha. Đó các bạn. Cho nên là các bạn thấy là xe mình sử dụng cái điện bình với điện máy là như vậy. Đó. Thì xe này đa tất cả các dòng xe Exciter 135 trừ dòng xe 150 ra, thì tất cả các dòng xe đó đều sử dụng điện máy nha các bạn. Và nó đều sử dụng cái sạc này. Thì một cái bình chung đó là những chiếc xe mà đời 135 này tất cả đều bị yếu bình khi mà các bạn nâng cấp cái ánh sáng lên. Ví dụ như xe này thì các bạn quan sát là xe này được lên một cái bóng led 6 tim. Đây các bạn thấy không ạ? Một cái bóng led 6 tim ở trong cái mặt nạ. Thì chạy một thời gian. Nếu các bạn lên mà các bạn đi đường ngắn thì không sao, nhưng mà các bạn đi đường dài thì sẽ bị vấn đề là hết bình. Và cái bình này chắc chắn là vừa rồi được thay rồi đúng không em? Chủ xe. Cái bình này thay liên tục cho các bạn. Bình này các bạn hư liên tục. Bởi vì là các bạn thấy nè, bình này được mới vừa thay luôn. Bình mới luôn nha các bạn. Thì hôm nay chủ xe mang xe mình mang xe này lên đây để mà mình shop mình lên sạc. Ok. Đó. Thì chốt lại vấn đề là các bạn nâng cấp một cái vấn đề, một cái gì đó lên. Ví dụ như là bóng led cho xe, chuyển điện bình, hoặc là nâng cấp còi, bất kể những cái gì mà liên quan đến cái việc nâng cấp lên và không liên quan đến cái hệ thống điện của zin của xe thì sẽ bị nhanh hết bình nha các bạn. Và shop mình tiếp nhận rất là nhiều cái những chiếc xe Exciter 135 này lên đây để lên sạc rồi. Đó, thì hôm nay bên mình làm một cái video clip rõ. Và các bạn quan sát rõ thì bên mình trước mắt mình đây là một cái cục sạc xi-lan. Một cái cục sạc này xi-lan. Cục sạc này là cục sạc gọi là xi-lan nha các bạn. Bán tràn lan ngoài thị trường, nó với giá khoảng tầm 80 đến 120 gì đó. Tùy theo chỗ cửa tiệm nha. Và các bạn quan sát là cái giắc sạc này được cắt dây rồi. Đã được cắt cái giắc zin rồi nè, và không còn nguyên zin nguyên bản của nó nữa nè. Thì ngay sau đây thì tí nữa shop mình sẽ bấm lại toàn bộ giắc cốt cho nó đẹp và nguyên zin như thế này. Nguyên zin. Cái này được đấu nối một cái giắc khác rồi nha các bạn. Cho nên là cái việc giắc zin là không còn được nguyên vẹn như lúc đầu nữa. Đó các bạn thấy không ạ? Cái này là sử dụng cái giắc mâm lửa nè các bạn. Chính xác là cái giắc mâm lửa của cái xe quay rim nha các bạn. Các bạn thấy là vàng trắng vàng và đen sọc đỏ này. Đây là những màu dây của cái mâm lửa nha, giắc mâm lửa. Mình chắc chắn luôn. Và đây là cái cục sạc xi-lan. Cái cục sạc này còn gọi là cục sạc mà nó chuyển từ cái điện xoay chiều nắng dòng xuống qua điện một chiều. Lúc đầu thì những ai mà lắp cho các bạn á, cắm vô thì điện rất là mạnh, nhưng mà sử dụng được một thời gian á thì nó sẽ bị vấn đề. Và vấn đề ở đây là bị nổ bụng do những cái linh kiện ở bên trong này rất là tệ. Nổ bụng sạc và dẫn đến hiện tượng các bạn là xe không sạc bình được nữa, và điện áp nó sẽ bị yếu dần dần. Và khi đó thì các bạn có nhiều khi như các bạn mà đi xa á, thì những chiếc xe như thế này đang được sử dụng điện bình, là IC điện bình luôn, là IC nó sẽ lấy điện từ từ bình ắc quy chứ không phải là lấy điện từ mâm lửa giống như những dòng xe quay rim. Cho nên là khi các bạn mà đi mà hết bình là các bạn giác bộ, chắc chắn với một bạn một điều như vậy.
Và chủ xe lên tới đây thì đây xe này được chạy từ dưới Buôn Đôn lên. Đấy, các bạn thấy Buôn Đôn không? S1 là Buôn Đôn, ở khu vực mình là Buôn Đôn nha. Thì chạy lên tới đây thì gần gần như là hết bình luôn rồi. Và giờ không có hàng đề được nữa. Đó, thì đây, đây là cục sạc hay còn gọi là cục sạc AC qua DC. Đó, đây là cục sạc xe máy luôn, nhưng mà nó cái chất lượng của nó là rất là tệ. Đây. Ha, hôm nay thì mình giới thiệu với các bạn để các bạn rút kinh nghiệm ha. Những cái cục sạc như thế này thì các bạn không nên lên, bởi vì là xe các bạn hay đi xa mà những cục sạc như thế này rất là kém chất lượng. Rồi, sẵn tiện hôm nay thì mình sẽ làm một clip nói rõ về những cái loại sạc mà mình đang xài luôn. Rất là lâu rồi mà các bạn có hỏi mình về cái sạc Attila. Đây các bạn, hiện tại trên tay mình đang có ba cái loại sạc mà mình đang sử dụng đây. Đầu tiên là cái sạc Suzuki GD. Đây các bạn, đây là Suzuki GD. Ở trên cái mặt bộn sạc thì nó có in và nó có khắc khắc laser, cái tên cửa hàng, số điện thoại, ngày tháng năm sản xuất và thời gian bảo hành cho các bạn là 5 năm nha các bạn. Đây là sạc Suzuki GD, mình nói lại là trên cái xe Suzuki GD, các bạn có thể lên mạng gõ và Suzuki GD 110 nó sẽ ra được cái xe đó. Và cái xe đó thì sử dụng cái sạc này. Sạc này có chất lượng và chế độ hoạt động, chức năng hoạt động nó giống 100% so với lại sạc Exciter 150 nha các bạn. Đây là sạc Exciter 150 đây các bạn. Đây, trên tay mình đây là một cục sạc Exciter 150. Sở dĩ vì sao mà thời gian gần đây thì mình hay sử dụng cái sạc Suzuki GD, bởi vì là mình các bạn có thể quan sát rõ trên trên hình này, mình bỏ đây hai cục sạc kế bên, các bạn có thể quan sát rõ cùng một hiệu suất, cùng một chức năng và cùng một cái công dụng như nhau, tức là hai cái này là không về chất lượng mà về cái hiệu năng sử dụng rồi các kiểu là nó như nhau hết các bạn nha. Thì thằng SCT150 khá là to và thằng Suzuki GD thì rất là nhỏ gọn đó, lắp được cho hầu hết tất cả các dòng xe. Và các bạn cũng lưu ý là mình có thể lắp vào cái vị trí rin của cái sạc zin trên xe luôn, không cần phải chế cháo gì hết, rất là tiện lợi và rất là nhanh nữa đó. Còn sạc XCT 150 thì một số xe nhét vào không rất là khó, và cái việc mà để sắp xếp cái chỗ mà để gắn cho sạc XCT 150 thì rất là khó, cho nên là mình hạn chế sử dụng. Còn những khách hàng nào ưa sử dụng cái hạt sạc này thì bên mình vẫn cung ứng nha. Đây là sạc hàng chính hãng các bạn. Các bạn nhiều các bạn hỏi là cái cục sạc của anh sao nó là lạ, cái bụng này nó không được bằng như cái bụng mà những cái đời trước, thì các bạn do các bạn chưa có quan sát kỹ, đó là những cái sạc này á, sản xuất vào năm 2018, 27 cuối năm 27 và đầu 28, cho nên là cái hình nó sẽ khác. Và các bạn lưu ý là cục sạc này là cục sạc chính chính hãng. Một số dòng xe XT 150 đã được lắp cái cục sạc lên xe rồi, và các bạn có làm xe nhiều thì các bạn mới biết được cục sạc này là cục sạc gì nha. Như các bạn thấy cái bụng này khác, các bạn kêu là mình bán hàng fake nhưng mà không phải các bạn. Bảo đảm với các bạn đây là hàng chính hãng 100% nha. Đó. Tiếp theo đó là một cái sạc nữa là sạc Suzuki 150. Các bạn quan sát rõ ạ. Trên bụng sạc nó cũng có nhà sản xuất nó khắc cái laser cho mình, nhưng mà cái này nó bị mờ quá. Rồi. Thì đây, đây là ba cái loại sạc mà mình đã sử dụng. Mình đang sử dụng các bạn. Ba cái loại sạc mà mình đang sử dụng cho cái những cái xe của khách hàng đến đây lắp. Và đây là một bộ sạc đầy đủ của sạc Exciter 135. Các bạn quan sát trên hình là rất là nhiều giắc cắm và toàn bộ là mình sử dụng giắc cắm hết. Và tí xíu nữa mình ráp trên xe của khách hàng thì toàn bộ là cắm giắc, không có một cái gì gọi là cắt dây ở đây nha các bạn. Các bạn quan sát tí nữa mình sẽ tiến hành. Về hiệu năng và về công suất tất cả đều giống nhau. Rồi, đây là chiếc Exciter 135. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình bấm giắc lại và mình sẽ tiến hành lên sạc. Kia tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn lên sạc với cái bộ này luôn cho nó dễ nha. Các bạn quan sát là thực cục bên mình đang bấm lại những cái code zin trên xe và bắt đầu cắm giắc vô. Các bạn quan sát là đây là những cái giắc zin mà bên mình bấm này, các bạn thấy không ạ? Đây, những cái code nó nguyên zin như thế này. Bây giờ thợ mình sẽ bắt đầu cắm vào giắc như cũ. Rồi, các bạn quan sát là bên mình thợ mình vừa rồi mới bấm một cái giắc trắng luôn. Các bạn quan sát trước trên hình, đây là cái giắc cắm mà cục sạc zin cắm vào. Thì bên mình vừa mới bấm trả lại zin. Đây, các bạn quan sát, đây là cái giắc mà mình đã cắt ra và mình bấm có lại. Đó, các bạn thấy không? Rất là zin luôn. Đó, còn kia là cái giắc không, từ từ. Cái giắc kia kìa. Cái giắc kia là cái đó, cái giắc này là cái giắc vừa rồi bên mình đã bấm lại code cho các bạn để đảm bảo là mọi thứ được trả về rin và nó an toàn. Ok, các
Cái mạng quan sát là trên tay thợ mình đang cầm một cái, nguyên một bộ sạc dành cho Exciter 135 luôn. Bên mình đã làm sẵn và sản xuất sẵn như thế này để mà khi mà khách hàng vô thì các bạn bên mình sẽ tiến hành mình cắm jack thôi, rất là nhanh. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái hàng ở xa luôn, những cái hàng nào hay mua hàng bên mình á thì các bạn có thể về tự động cắm jack cho chiếc xe Exciter 135 này để lên sạc và rất rất là nhanh luôn các bạn, chỉ trong vòng 5 phút thôi. Bây giờ mình các bạn làm theo hướng dẫn với mình nhé. Bên tay trái của thợ mình đang cầm một cái jack màu trắng đó. Các bạn sẽ cắm lại vào đối đầu vào cái jack zin trên xe. Rồi, cắm vào. Rồi như vậy là đã xong. Tiếp theo, trong bộ dây nó còn hai jack nữa. Một cái jack dài và cái jack 3. Các bạn thấy không? Thợ mình đang cầm một cái jack 3. Cái jack này. Đó các bạn thấy không? Cái jack này thì bên mình sẽ cắm vào cái jack vàng sọc đỏ ở phía dưới đây, ngay mâm lửa mà thợ mình đã kéo ra đây rồi. Rồi. Các bạn thấy là mình rút cái dây này này, đó, cái jack mà thợ mình đang cầm đó. Màu vàng, màu đen, màu trắng. Các bạn thấy không ạ? Đó là cái jack mà chúng ta cần phải rút ra. Rồi, các bạn lấy cái jack của bên shop mình cắm vào cái jack vàng đó. Rồi, như vậy là đã xong bước thứ hai. Bước thứ ba là còn một cái jack cuối cùng mà jack đối đầu. Các bạn rút cho mình cái jack đây từ từ em. Đó, đây cái jack trên màu đen đen nha các bạn. Cái jack này là jack của cục thắng chân. Stop chân. Bây giờ mà các bạn rút cái jack đó ra. Đây các bạn quan sát là trên tay thợ mình đang cầm một cặp jack đây. Mình đã làm sẵn luôn và bây giờ mình chỉ việc cắm đối đầu vào cái jack vừa rồi mình vừa mới rút ra. Bây giờ mình thực hiện bước đầu tiên. Đầu tiên các bạn cầm một cái jack đực cắm vào cái jack cái. Rồi, tiếp theo các bạn cầm một cái jack cái cắm vào cái jack đực đối đầu như thế này thôi, không cần phải mổ dây, mổ xẻ dây vậy các bạn nhé. Hoàn toàn là cắm jack hết nha các bạn. Như vậy là các bạn đã tiến hành lên sạc cho Exciter 135 xong. Đó, bây giờ việc cuối cùng của các bạn là bắt cái cục sạc vào vị trí zin trên xe luôn. Rồi, chào các bạn. Bây giờ thì hiện tại shop mình đã vừa mới lắp đặt xong. Thì các bạn quan sát là vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn đấu cắm jack thôi, trong vòng chỉ cần 5 giây. Và sau khi các bạn cắm jack thì các bạn chạy gọn dây lại như thế này. Đây mình sẽ quay cho các bạn xem. Thì đầu tiên là cái dây dưới mâm lửa lên. Đây là cái ống, các bạn nhìn ống chống cháy là các bạn có thể quan sát được cái ống của mình nè. Đó. Đây là cục sạc Suzuki GD. Đó, mình gắn vào cái vị trí zin trên xe luôn. Đó, các bạn thấy không ạ? Đó, vị trí ốc mình mắc như thế này luôn. Và đây là cái cục relay chỉ điện bình. Mình sẽ gắn vào đây. Đó, mình sẽ cột vào cái sườn luôn như thế này. Rất là chắc chắn nha các bạn. Đó, thì sau khi đi dây gọn gàng thì các bạn thấy là hiện tại mình đã lên sạc và không hề cắt của các bạn một cái sợi dây nào hết. Toàn bộ là cắm jack như zin hết. Đó, thì vừa rồi mình đã trả lại cái vị trí zin của cái jack zin luôn. Thì sau này các bạn muốn về zin các bạn chỉ cần cắm lại như zin thôi. Và đây là cái jack zin nè. Đây là cái jack vừa rồi mà mình đã cắt trong xe của các bạn ra nè. Đó, jack này không đúng chuẩn của nó. Không đúng chuẩn của nó cho nên mình đã thay một cái jack mới để mà cắm vào nó như zin. Đó các bạn thấy không ạ? Rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình đo điện áp nha. Ok. Thợ của mình bắt đầu sẽ ghim vào cọc bình luôn, chân sạc luôn nha các bạn. Ghim vào chân sạc. Các bạn thấy là điện áp bây giờ hiện tại mình chưa nổ máy. Bình này đang thuộc dạng là yếu. Các bạn thấy 12V thôi. Chứ chưa được 13V nữa. Đúng bình phải chuẩn, nếu mà mạnh bình thường nó phải được 13V. Đến từ 12V7 đến 13V mới gọi là mạnh nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ nổ máy. Các bạn thấy là khi mình để ga thăng ti thì điện áp nó bắt đầu là đang lên dần dần. Các bạn thấy không ạ? Mình thử lên ga các bạn. Các bạn quan sát là cái bình này đang bị yếu. Lúc nãy mình đã nói rồi. Đó, đúng cái ga thăng ti của nó. Đúng, nếu mà bình no thì các bạn quan sát là nó sẽ được 13V, 13V1 lần. Nếu bình no, bình này đang bị yếu cho nên là điện áp nạp vào nó sẽ tầm 14 thôi. Khi các bạn đi mà đủ đầy thì nó tự động nó ngắt. Thì sạc này rất là thông minh. Vừa rồi bên mình đã hướng dẫn các bạn đấu nối cái sạc Suzuki GD của bên mình đã làm sẵn cho những khách hàng ở xa luôn. Và nhân tiện thì mình đã lưu lại hình ảnh để mà có thể hướng dẫn cho các bạn cắm jack như thế nào nên dễ dàng nhất cho các bạn ở xa nha. Các bạn không biết gì về điện cũng có thể cắm được. Không biết gì về xe cộ các bạn cũng có thể cắm jack như theo hướng dẫn được nha. Rồi vừa rồi mình đã lên sạc cho chiếc Exciter 135 này thành công. Đó, thì các bạn thấy là điện áp cho ra rất là mạnh. Và mình cũng nói luôn là
với các bạn làm những cái loại sạc mà bên mình đang sử dụng, đó là sạc Suzuki GD các bạn này, mình đã lắp vào trong xe đó, các bạn thấy không? Đây là cục sạc Suzuki GD này. Các bạn thấy là khi mà mình lắp cục sạc Suzuki GD vào cái vị trí zin trên xe, các bạn thấy không? Mình lắp vào vị trí này thì các bạn thấy là nó hoàn toàn là như zin, và các bạn lắp bằng ngày dàn áo vào sẽ không bị cấn. Còn nếu các bạn lắp cục sạc XCT150 này vào thì chắc chắn là các bạn sẽ cấn, và các bạn sẽ phải chuyển và bằng các bạn dùng dây rút các bạn rút lại, chứ không bao giờ mà có thể lắp được bằng cái vị trí zin của con ốc zin trên xe đâu. Đây, các bạn thấy mình để đặt hai cái cục sạc này cùng cạnh nhau này. Các bạn quan sát là nó nhỏ hơn khoảng tầm, nó nhỏ hơn rất là nhiều và gọn hơn rất là nhiều, mà hiệu năng sử dụng cũng như là công suất sử dụng nó như nhau. Đó. Đây, đây là cục sạc Suzuki 150 thì nó cũng gọn hơn sạc XCT150. Các bạn thấy mình đặt lên cục sạc XCT150 thì nó lọt vào trong luôn. Đây các bạn. Đó, rất là nhỏ, nhỏ gọn nha các bạn. Hiện tại thì bên mình đang sử dụng ba loại sạc này, là ba loại sạc chính. Khách hàng mà có hỏi đến cái sạc Attila thì bên mình đã bỏ từ khoảng cách đây khoảng tầm chính xác là tầm 3-4 tháng rồi. Đó. Chính xác là 3-4 tháng rồi, mình đã bỏ cái sạc Suzuki sạc Attila rồi. Bởi vì là nó có hiệu năng sử dụng là không có tốt bằng hai ba loại sạc này. Và sau khi mà mình nhập được cái sạc này về rồi thì mình thấy nó chất lượng nó quá rất là tốt và giá thành nó cũng ok nữa. Cho nên là mình quan trọng là chất lượng. Các bạn thấy không? Cho nên là mình tiến hành mình sử dụng luôn ba loại sạc này và mình không có sử dụng sạc Attila nữa. Và vừa rồi thì mình cũng có nói với các bạn là một cái loại sạc là Sila. Sila này thì sạc này ra đời rất là lâu rồi. Và cái chất lượng cho ra thì rất là kém. Mới đầu các bạn cắm vào thì nó sẽ cho điện áp rất là ổn định, rất là mạnh. Nhưng mà một thời gian sau khi các bạn sử dụng, như cái xe này đây các bạn, thì khách hàng đã lên cái sạc này và không cần phải tách mát, không cần làm gì hết. Chỉ việc các bạn cắm vào cái sạc Yamaha, chỉ cần cắm vào đúng, cắm ngược dắt thì nó sẽ sử dụng được luôn. Điện nạp vô bình rất là mạnh, nhưng mà các bạn chỉ sử dụng được một thời gian ngắn thôi thì nó đã hư luôn rồi. Cái bụng này nó đã bị nổ bụng ở trong này các bạn. Và nếu mà các bạn quan sát rõ thì cái dắt này nó đã bị nóng chảy nè. Đó. Cho nên là bên mình shop mình vừa rồi mới khắc phục cái tình trạng này cho một vị khách ở dưới khu vực Buôn Đôn lên đây. Rồi, vừa rồi thì mình đã, thứ nhất là mình đã giới thiệu với các bạn là một ba cái loại sạc mới mà bên mình đang sử dụng. Thứ hai nữa là mình đã hướng dẫn các bạn đấu nối cái bộ sạc Suzuki GD bên mình đã làm sẵn cho những khách hàng ở xa. Thì nhân tiện mình có ghi lại hình ảnh để mình hướng dẫn cho các bạn nếu các bạn mua hàng bên mình. Rồi, những khách hàng nào không mua hàng thì các bạn có thể xem chơi nha. Rồi, thứ ba nữa là mình cũng có so sánh và nói với các bạn một số lưu ý về những cái loại sạc mà trên thị trường đang sử dụng thì rất là dở. Và những cái lưu ý mà khi mà chiếc Exciter 135 này gặp phải, và rất là nhiều những cái chiếc xe Exciter 135 dạng như này, tức là chỉ cần lên đèn led hay lên những cái gì thiết bị phụ trợ thì các bạn bị yếu bình thì cần phải lên sạc. Rồi, như vậy là vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn và toàn bộ cái quy trình lên sạc cho Suzuki GD trong chiếc Exciter 135. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.